còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ai sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người. Chúng tôi cả thầy và trò thì đã xác định, đã hiểu được cái việc hiến máu nhân đạo là một cái nghĩa cử cao đẹp. Hiện nay cả từ tuyến trung ương đến địa phương, những ngân hàng máu là rất là khan hiếm. Do vậy mà cả thầy và trò chúng tôi đã xác định là cần phải chung tay cùng với lại cả nước hiến giọt máu đào để trao sự sống. Xem thông tin đại chúng thì tôi thấy là bên hoạt động về tình nguyện ở trường Đại học Đại Nam rất là vui và sôi động. Tôi đi xe máy từ Hưng Yên sang để tham gia hiến máu. Tôi muốn góp một phần nhỏ để cứu những người bệnh cần đến máu. Tôi mong là sinh viên của trường đại học cũng như là các sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng như là các tỉnh hãy tham gia hiến máu, bởi vì hiến máu rất là tốt. Người bệnh được vui khi mình cho máu thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ai sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người chưa quên bạn ơi nhiều điều phù lấy ra. Hiến máu rất là ý nghĩa bởi vì mình cho đi một ít nhưng mà sẽ cứu được rất nhiều người và sẽ có rất nhiều người cần máu của mình. Bạn thân ơi sao còn ngại ngần, bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ai sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là thương thông ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương. Thực tế ra thì trước đây thì mình cũng có nói thực sự là cái tư duy của mình thì cũng một như một số phần đại đa số một số các thành phần khác thôi. Ví dụ như lớp mình trước đây là người ta nghĩ rằng cho những giọt máu của mình đi thì cái nhận lại được người ta quan tâm cái vấn đề đấy. Thế nhưng hiện tại bây giờ mình nghĩ rằng là cái động lực của mình ở đây là mình cũng muốn là cái giọt máu của mình có thể cứu được một ai đấy, để mình lấy là một cái tâm huyết nhất. Hôm nay em được hiến máu cùng đồng đội của mình cũng như là cùng với các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam thì em cảm thấy là vui, tại vì sự hiến máu của mình cho đi và không cần nhận lại. Đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ai sẽ chia, giúp nhau một giọt máu.